Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 458, thế nào, mỗ mỗ. Mọi người nhìn thấy, trong lòng quính lên, kêu lên. Sắc mặt bất giác có chút tối nhạt, mỗ mỗ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ây già, đây là long các chủ bọn họ phát tới ngọc giản. Lần này chúng ta bị công thành, quả nhiên có đế vương môn tham dự chỉ bất quá đám bọn hắn không có cùng với đám u minh cốc một chỗ mà là tại đằng sau trận đánh viện quân long các chủ bọn họ nói đã hết sức nhưng tổn thất nặng nề không thể không rút lui để cho chúng ta tự cầu phúc đi không khỏi sợ hãi cả kinh các vị lâu chủ liếc nhìn nhau đều là sắc mặt tối sầm lại cười khổ lắc đầu vốn là các nàng thủ vững ở đây hy vọng duy nhất cũng là đợi viện quân đến đây nhưng không nghĩ tới liền viện quân đều bị chặn đánh không thể tới cứu thật sự là rơi vào bết bát nhất trong tuyệt cảnh. Bây giờ các nàng coi như chết thủ ở đây, không được mấy tháng, cũng là thành tan người chết. Hoa vũ lâu, lại khó bảo toàn rồi. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ có vô tận ai thán, trên mặt một mảnh cho tàn. Mỗ mỗ trầm ngâm một chút, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, tựa hồ đã quyết định, qua to, chúng lâu chủ nghe lệnh. Tối nay làm năm đội phá vây, cái hoa vũ thành này chúng ta không thể giữ, sau cùng tại ngàn dặm bên ngoài phi vân thành tụ hợp. Mỗ mỗ, ngài, không cần nhiều lời, tuy nhiên làm như vậy cũng rất nguy hiểm, rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng cùng ngồi chờ chết, không bằng sớm làm thoát ly cái hiểm cảnh này. Bây giờ chúng ta còn có mười mấy cái trận thức, nhất thời khó có thể công phá. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nghĩ không ra chúng ta sẽ mạo hiểm hành động như vậy. Phá vây mới có khả năng thành công nhất. Nếu là tiếp qua hai tháng, bọn họ khả năng liền sẽ tăng cường đề phòng. Mỗ mỗ trong mắt hơi híp như một lão hồ ly đang lập mưu. Mọi người nghe xong, suy nghĩ một chút, đều khẽ gật đầu. Chuyến này mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng cho đến trước mắt, vẫn còn có một đường sinh cơ. Nếu lại do dự không chừng, khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó các vị lâu chủ mãnh liệt liền ôm quyền, hướng mỗ mỗ gật đầu khom người nói, kính nghe mẫu mỗ, mỗ căn dặn. Vào đêm, trăng sáng lấp lánh trên đỉnh đầu, từng đám mây đen thỉnh thoảng lướt qua, che khuất một chút ánh sáng trăng. Bên ngoài hoa vũ thành, sau một ngày dài công tác ba nhà đệ tử cũng đã mệt mỏi không chịu nổi chỉ để lại mấy trăm người giám thị còn lại tất cả đều đã trở về tu dưỡng đúng vào thời điểm này tiếng xe gió vang lên siêu siêu vài tiếng một vị lâu chủ đã dẫn theo gần ngàn đệ tử mượn cảnh ban đêm yểm hộ trong nháy mắt đã thoát ra khỏi thành giống như là từng đầu săn bắt hác báo mọi người hành động cấp tốc trước khi những người canh gác kịp phản ứng đã tiếp cận gần họ a à, địch ự ừ. trong mắt co rụt lại không kịp ba nhà người canh gác vừa mới hô lên một tiếng liền bị đệ tử hoa vũ lâu giơ tay chém xuống ngăn cách vị trí hiểm yếu tiếp theo là mắt mở to ngã xuống dòng máu đã cuồn cuộn chảy xuôi rất nhanh liền không còn hơi thở đệ tử hoa vũ lâu chia thành ba đội lẻn vào các ngõ ngách im lặng thu gặt mạng sống của kẻ địch bảo vệ thành không chừa một kẽ hở tuy nhiên dù cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót một người canh gác trong lúc sắp ngã xuống đột nhiên rút ra một tấm ngọc giản ném lên không trung chỉ trong nháy mắt, Ngọc giản hóa thành một đạo ánh sáng xuyên thẳng tới chân trời. Tiếp theo là tiếng nổ vang trời. trong bóng tối vô tận bỗng nổ tung một đóa lửa chói lọi. vị lâu chủ kia ngẩng đầu nhìn lại, sợ hãi không thể tả, kêu lên: không tốt, bị phát hiện rồi. các tỉ muội không cần che giấu nữa, hãy tập trung lại và tạo dựng thanh thế. vừa dứt lời, gần ngàn đệ tử lập tức không còn hành động trong bóng tối, mà là hô to và tập trung lại vào cùng một chỗ, như một dòng thủy chiều sông về phía ba nhà đang đóng quân. Người trưởng sự của ba nhà U Vạn Sơn nghe tiếng vội vàng ra xem, chỉ huy đệ tử tiến đến đón địch. Chờ khi đã xác định được tình hình, thấy chỉ có gần ngàn người, mới bật cười to tựa lòng yên. Lâm Như Phong, các nàng đám đàn bà này tập danh vào ban đêm, cũng không mang theo nhiều người. Đội ngũ ngàn người này, chưa đủ để chúng ta nhét vào kẽ răng đây, ha ha ha. Lâm Như Phong bĩu môi khinh thường. Nghiêm bá công cũng gật gật đầu, cười đùa nói, quả thật như vậy, chỉ có một vị lâu chủ phổ thông dẫn đội, dù có may mắn tìm được chúng ta cũng không thể làm gì được bà già sở bích quân kia luôn khôn khéo quả quyết lúc nào lại chậm chạp như vậy nếu muốn tập danh thì phải chọn nhiều người hơn nếu không thì đừng phái một đội ngũ nhỏ như vậy không có ích gì cả không thể nói như vậy biết đâu các nàng có ý đồ gì khác theo ý kiến của ta tốt hơn hết là bắt sống vị lâu chủ kia hỏi rõ tình huống có lẽ đây là một việc lớn u vạn sơn trong mắt lóe lên tinh quang hình như đã có kế hoạch Nghiêm bá công và người kia nghe xong, trong lòng hơi động một chút, liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Cái này U Vạn Sơn nói có lý, hai người không còn nói thêm lời nào mà cố gắng chen lấn nhau để tiến về phía trước. Với sức mạnh của hai người, việc ai sẽ vượt lên trước chỉ còn là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, U Vạn Sơn lại không hề nóng vội, ông ta tự hồ đã hiểu rõ tất cả, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Lâm Như Phong vận dụng tốc độ, vượt lên trước, chỉ với một cú đánh, Ông ta đã đánh bay chủ lâu kia ra xa, khuôn mặt của cô ta lập tức trắng bệch, rõ ràng đã bị thương nặng. Lâm Như Phong cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Bá Công đang đuổi theo phía sau, ông ta nói với vẻ đắc ý, "Ha ha ha, công lao này dường như thuộc về ta rồi. Hừ, ngươi chạy nhanh hơn cả thỏ, lại gặp phải một đối thủ yếu ớt như vậy, không trách ngươi có thể kiếm được lợi thế. Tuy nhiên, dù là công lao lớn hay nhỏ, điều đó chưa chắc." Nghiêm Bá Công cười lạnh, trong lòng có chút không cam lòng. Lâm Như Phong không để ý tới điều đó, hắn tiến lên và nắm lấy tay cô gái kia, hắn khẽ cười và nói, dù là công lao lớn hay nhỏ, cuối cùng nó cũng là công lao. Ha ha ha, cô bé kia, ngươi muốn làm gì vào giữa đêm khuya như thế này? Lâu chủ kia nghiêng mình nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ tự cao tự đại ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ánh trăng trên trời. Trong khi đó, những đệ tử nàng mang theo, trong chốc lát, tất cả đã bị tiêu diệt. Họ hoặc bị giết, hoặc bị bắt, không một ai thoát khỏi. Lâm Như Phong thấy nàng cứng đầu, bàn tay của hắn bất giác siết chặt, một luồng nguyên lực bất ngờ xâm nhập vào cơ thể nàng. Bỗng dưng, nữ tử kia siết chặt mi mắt, mồ hôi lạnh trên trán như dòng suối chảy xuống, dường như đang chịu đựng sự đau khổ. Tuy nhiên, nàng vẫn cắn chặt răng, không hề thốt ra lời. "Hừ, tiểu nữ tử này cũng biết chịu đựng. Hãy để ta xem làm sao ta gỡ cánh tay của ngươi ra." Trong mắt Lâm Như Phong lóe lên một tia sáng giận dữ, hắn gào lên. "Nữ tử kia tự tin và kiên trì không hề sợ hãi. Lâm Như Phong trong lòng càng thêm tức giận, nhưng khi muốn động thủ, lại bị nghiêm bá công ngăn cản, ha ha ha. Chủ nhân của Lâm gia, đừng để giận lên đầu, cô gái này đã là một lâu chủ, không thể bị tra tấn như bình thường. Ta có một viên đan chăm kiến, sau khi uống vào sẽ giống như có hàng ngàn con kiến cắn xé, đau khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Hãy để ta thử một chút. Hừ, lão già này lại muốn cướp công của ta. Lâm Như Phong nhìn thấu được ý đồ của lão già này. Nhưng vì không thể làm gì với cô gái kia, khi người khác muốn giúp đỡ, hắn cũng không tiện từ chối. Nếu tin tức mà cô gái này tường thuật không quan trọng thì cũng chấp nhận được. Nhưng nếu đó là thông tin quan trọng và bị lão già này tận dụng để tố cáo với đế vương môn, thì Lâm Như Phong làm sao sống sót. Suy nghĩ tới đây, Lâm Như Phong thở dài một hơi, gật đầu một cái, đẩy nữ tử kia tới trước mặt nghiêm bá công và nói với nụ cười, tốt, vậy để ta xem viên đan chăm kiến của ngươi có mạnh mẽ như thế nào ngươi sẽ sớm biết thôi, ha ha ha. Nghiêm bá công cười nhẹ, nhẹ nhàng nắm cầm nữ tử kia, rồi ném viên đan vào miệng nàng. Bất ngờ, cơ thể nữ tử kia run lên một cách mạnh mẽ, rồi té ngã xuống đất, co quắp như bị co giật. Mồ hôi lạnh trên cơ thể nàng chảy ra gấp trăm lần so với trước. Tuy nhiên, nàng vẫn cắn chặt môi, không thốt lên lời nào, thậm chí máu đã chảy ra từ khóe miệng. Ha ha ha, rất đau khổ phải không? Cảm giác chua chát, ngứa ngáy, tê liệt và đau đớn. Nghiêm bà công cười tà ác, tiến lại gần tai nàng và thì thầm, đau khổ như vậy, không ai có thể chịu đựng được một giờ. Nếu ngươi sớm mở miệng, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, ngươi sẽ sớm thoát khỏi cơn đau. Tại sao lại cố chấp như vậy? Nói đi, lần này ngươi đến đây với mục đích gì? Nữ tử kia cắn chặt răng, khuôn mặt co rút vì đau đớn, nhưng vẫn không mở miệng. Nghiêm bà công không hề tức giận, chỉ nhìn nàng với khuôn mặt tự tin và bình tĩnh, nói, vậy ngươi cứ tiếp tục chịu đựng đi, khi nào không chịu nổi nữa thì mở miệng cũng không muộn ta có thể chờ đợi ha 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 nghiêm bá công tự tin như đã nắm trong tay chiến thắng bên cạnh u vạn sơn càng tỏ ra thản nhiên miệng cười khẽ cuối cùng sau nửa giờ gương mặt của nữ tử kia đã đỏ bừng cuối cùng không thể nhịn được nữa hét lên nhanh cho ta thuốc giải ta sẽ nói sẽ nói tất cả nghiêm bá công liếc nhìn lâm như phong rồi quay đầu lại vui mừng nhếch mép mỉm cười sau đó vung tay tung viên đan vào miệng nữ tử kia Cô gái ấy ngừng run lập tức, thở dài một hơi và khuôn mặt dần trở lại bình thường. Ha ha ha, hãy nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì khi đến đây? Ta không thể tin tưởng bất kỳ điều gì, hãy nói rõ ràng cho ta biết. Nghiêm bá công vuốt nhẹ dâu dài của mình và cười khẽ. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt bỗng chốc lộ ra vẻ thoải mái, cười to nói, quá muộn rồi, các ngươi đã không còn kịp. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói, Nghiêm Bá Công trong lòng có chút bất an, mắt nhìn nữ tử kia. Nữ tử kia khinh thường nhìn hắn, cười khẽ và nói, "Hôm nay, khi ta dẫn đội ra, ta đã không mong đợi sẽ sống sót trở về. Thực ra, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, một là tiêu diệt những người canh gác, hai là sau khi bị phát hiện, giả vờ tấn công để trì hoãn thời gian. Còn các ngươi, đã quá muộn để truy đuổi." Ha ha ha. "Cái gì? Kế hoạch dương đông kích tây và ve sầu thoát xác sao?" Nghiêm Bá Công run rẩy không khỏi tức giận cắn môi và mắng, bà già kia thật đáng chết, lại dùng chiêu này với ta. Ta thật không nghĩ tới, người như nàng, dường như hiền lành và thuần khiết, lại sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Hừ, cái gọi là thiết nương tử, thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Nghiêm bà công, với vẻ mặt đầy căm hận đến nỗi răng cứng cắn chặt, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử ấy lại đang nhìn hắn với nụ cười chế giễu trên mặt. Lâm Như Phong, với khuôn mặt u sầu, đang suy nghĩ về việc làm thế nào để bàn giao với đế vương môn. Chỉ có U Vạn Sơn, người duy nhất vẫn giữ vẻ tự tin, thần bí và quỷ dị như thường lệ, tựa hồ như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.